Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang xem là cây ngũ sắc. Cây ngũ sắc thì có rất nhiều màu sắc. Các bạn có thể nhìn đây này. Đây là một loại cây ngũ sắc này. Nó có màu vàng, xen lẫn màu cam. Và có khi có cây thì còn có cả sắc đỏ. Còn đây là một ngũ sắc, loại ngũ sắc khác. Đó là màu vàng, xen lẫn màu tím. Và có những cái cây ngũ sắc thì chỉ có màu tím không bạn nhé. Còn đây là cây ngũ sắc giống cây kia, còn đây là cây ngũ sắc có màu vàng. Ở chỗ này thì mình còn chưa tìm thấy được là cây ngũ sắc màu trắng, nhưng mà còn có thêm cả màu trắng nữa bạn nhé. Ở video khác thì mình sẽ chia sẻ với bạn về cây ngũ sắc màu trắng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là một vài cái cách thức mà chúng ta có thể trồng cây ngũ sắc để tạo cảnh quan. Ví dụ như bạn đang thấy ở đây thì là trên một cái con đường đi bộ nhỏ nhỏ này thì chúng tôi tạo trồng lên các cái mạng cây ngũ sắc. Đó. Đó. Có thể là bạn sẽ trồng xen lẫn giữa màu vàng các màu với nhau, hoặc các bạn cũng có thể trồng thành rằng là một ô đằng này là trồng riêng màu này, một ô đằng khác trồng riêng màu khác. Thì đó là tùy vào cái cách gọi là kết hợp và cái cách sáng tạo của riêng mỗi bạn. Các bạn có nghe thì tiếng chim không ạ? Đó, đây là các sắc màu của cây hoa ngũ sắc bạn nhé. Ngũ sắc, 5 sắc màu. Các cây này rất là dễ chăm sóc, ít sâu bệnh. Bạn có thể vui lòng đăng ký kênh. Mình sẽ làm các cái video clip về hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cây hoa ngũ sắc bạn nhé.